Thông Nữ Miền Tây xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì có con với chị ba, thì hiện tại là đang cuối tháng đó, cô chú, thường 29-30 thì bà con cũng thường hay ăn chay lắm, nên là hai chị em cũng có nghĩ ra được một cái món ăn để mà bán đến cho bà con. Cái món ăn này thì sẽ là bánh tầm chay ạ. Bánh tầm chay ngày hôm nay thì mấy chị em con có chuẩn bị, đó là đầu tiên thì sẽ có bánh tầm nè, xong rồi thì mình sẽ ăn kèm với bì. Bì này thì sẽ làm từ bún ta á cô chú, rồi mình ngào với lại khoai lang và một ít khính nữa thì sẽ ra một cái màu rất là đẹp luôn. Bên đó thì bên đây thì sẽ có thêm củ sắn. Củ sắn này thì mình sẽ trộn với một xíu màu thực vật á cô chú. Màu này là màu thực phẩm, thường là để dùng cho nấu ăn á. Nếu đó là ăn kèm sẽ có giá, rồi rau thơm nữa thì sẽ bắt hơn. Bên đây thì hai chị em con cũng đã xếp xong cái phần nước cốt dừa nè cô chú. Nước cốt dừa thì sẽ sệt sệt nè, rất là béo và thơm luôn. 12 hộp rồi. Dạ, bà Chính đợi con chút xíu nha. Dạ cô chú anh chị và các bạn ơi, thì sau một hồi lay quay mấy chị em chuẩn bị vào buổi sáng thì giờ này cũng hơi xế xế trưa rồi, thì mấy chị em cũng mang ra để mà bán cho bà con ở quê. Hôm nay thì bánh tầm thì có giá là 10.000 đồng á cô chú, thì một dĩa như thế này thì ăn cũng rất là no luôn. Ở đây thì sẽ có nước cốt nè, rồi nước mắm chay, rồi sườn non được khìa nè, ăn với bì. Bên đây thì có củ sắn nữa, rồi một số loại rau ăn kèm giống như là dưa leo. Dưa leo thì nhà mấy chị em trồng luôn, rau thơm với lại giá nữa. Dạ thương mời cô chú anh chị và các bạn ghé ủng hộ cái quán cốc của nhà mấy chị em nha. Ở bên đây thì sẽ có một cái cây nhãn rất là to luôn, rất là mát ở chỗ quông chính đó cô chú. Cô chú ghé đây vừa ăn vừa uống cà phê luôn. Chan nước cốt nước mắm vô luôn. Dạ cái này là mình sẽ chan nước cốt với lại nước mắm ăn trực tiếp luôn. Có lạc thì dạ dạ mấy hộp chị? Hộp 10.000 chị. Ai dạ chị 72 hộp nước cốt chiên ông chị em thấy không? Dạ cái này là của chú Năm. Chú Năm thì nãy giờ là kêu con là ăn sớm sớm đặng chú Năm đi đồng, còn tôi 3 hộp đi. Dạ bà Chính 3 hộp, vậy là của 7 xong rồi tới bà Chính. Đợi em chút xíu em lấy đũa lên. Cái này là mình sẽ để thêm nước mắm đã được vô bọc sẵn nè cô chú. Cái này hả chị? Mình đem hũ ớt xuống dưới cho mấy cô dùng luôn ha. Không, ăn dưới thì mình ăn dưới thì Bảy ơi, Bảy lấy ớt không Bảy? Cái để miếng đi. Cái miếng thôi ha. Vậy là hộp nào cũng miếng hết ha. Dạ hơi nghịch tay một xíu, cái lỗ bên đây nó hơi nhỏ. Dạ dạ chị Bảy cầm tiếp em bớt để phần bọc thôi. Dạ vô bọc chung luôn ha, vừa không hơi nhỏ. Rồi, cho em miếng ớt. Nay chị Bảy ăn ăn mặn hay ăn chay? Ăn tươi. Ồ ăn chay. Em 3 hộp nữa nha. Dạ. Chị ba hộp. Em cảm ơn chị Bảy. Chưa có nước mắm. Dạ. Dứt cho ông tí ớt đi. Có ăn nước mắm lạc thì em chan thêm nha. Phải này. Ôi, một dĩa quá là hấp dẫn luôn cô chú ơi. Bán cho bà Út đó một hộp 15.000 đi. Dạ. Cái này là của chú Tâm. Dạ. Của anh hai ơi, đồ ăn tới rồi. 15.000 đi. Rồi bây giờ là con lên họp nha, còn ai ăn dĩa tại chỗ không? Làm cho bà đó phải dĩa đây. Không, bà đang làm. Còn tôi hai họp, ba họp chưa?
Dạ, của bà Chính ba hộp, xong rồi tới chị Ba. À, là cô cho bà trước hả chị? Ừ, nãy như bà ai bắt ba kêu à, bắt ba hộp đó 15.000 á. Rồi chút xíu nó bắt ba một hộp 10.000 nữa. Cái này quá đầy, con sẽ để nước mắm ở ngoài luôn. Đưa cái bọc đây đi. À, để vậy cái giò nó đau đi có được không? Dạ. Cái sắc âm nó dạ rồi học tiếp theo học này 10.000 âm nhiêu mấy học ba học ba học ba học ba học đó nữa đi dạ ba chấp tiền luôn ba học tài đây. Rồi chút mới tới tài tài thế ở ngoài ba hầm hầm 15 cho ông đi chút chứ là thấy hầm ớt thì mình đem đi cho bà Tám đi. Dạ mình đưa làm đi cà phê nó bưng tắm này là ăn là có đũa luôn mình khỏi cần lấy ở nhà. Ôi tiền lớn quá bác ba đợi. Uống cà phê xíu đi rồi đợi gửi không cũng được chút xíu nữa nè tôi kiếm tiền nhỏ em mua dễ nè. Dạ. Rồi hộp này là tới của Chính. Chính lấy mấy hộp Chính? À dạ, hộp này là hộp rời ha. Ừ. Nặng rời nó còn 2 hộp nữa đó. Dạ. Nè nè, tôi đưa 30 trước dạ, nha. Dạ con cảm ơn. Giờ này là giờ mà mấy cô hay ra ngồi uống cà phê để mà nghỉ ngơi giải lao quá cô chú nên là mấy chị em bán rất là được luôn. Bảo à, hai đứa đi lên đây nè con. Để xíu hả có ăn chưa bán không có kịp. Ủa nãy ra chị con ở đây ngồi mà. Bà nội hả chị? Bà Chính là bà nội đúng không? Bà nội. Bà nội kêu ra ngồi xong rồi bà nội bắt con chờ quá chừng luôn. Dạ cảm ơn chị Ba. Rồi cái này là con trả cho bà Chính nè. Chính ơi con xong rồi nè. Bà Chính nè. Rồi này tới chị Ba. Cảm ơn bà Chính nè. Chị Ba là ba hộp hả chị? Ừ, lấy bọc cho dạ đem lấy cho. Còn ai nữa không? Dạ con cô chú nào mà con đang nợ đơn không cô chú ơi? Ôi quá trời thấy ham luôn rồi. Dạ bữa nay con hơi lộng cộng. Sao nó không vô ta? Ừ. Cái bọc kia nó hợp đi. Dạ đúng rồi không hết rồi chị. Cái nắp này nó hơi nhỏ ha. À vô. Bớt về vô vậy. Dạ rồi, cảm ơn chị Ba. Trả cho anh Hai luôn đó là 40. À 40. Dễ anh Hai nữa. Dạ. Anh Hai ơi, anh Hai được trả tiền rồi nha. Cảm ơn chị Ba. Mình bánh tầm là lấy nước sốt không lấy gì hết. Cái này là của ông Năm hả chị? Ừ, ba hộp, ông Năm ba hộp. Ông Năm ba hộp mà một hộp 15.000 luôn hả ông Năm? Trời ơi, cảm ơn ông Năm rất là nhiều luôn. Có mấy gao luôn, có tốt không? Ôi, dạ.
Cảm ơn chị Bảy. Dạ ba hộp không hết đó chị, hai hộp chung đi rồi thêm một hộp ở ngoài nữa. Dạ để con bán cho ông năm cái. Nay mấy chị em bán được hộp đem về không một cô chú? Thật kêu cái cục là vô rồi đó. Năm đó lấy nha. Dạ đợi em xíu nha. Ở dưới con có nợ đơn ai không mấy cô ơi? Có ai ăn tại chỗ không? Ông Chính ăn không ông Chính? Dạ để miếng ớt vừa vừa. Dạ. Đây, cái hộp này có rồi. Dạ. Út một hộp không? Ờ để chung đi rồi mấy ông về chia ra. Nghĩ về chia nghe không nào? Ôi cay xỉu xỉu luôn á. Ôi để em đi lấy nắp cái đã. Ăn không? Dạ ăn được. Không? Cái gì mẹ biết nhỉ? Bà Chính ăn luôn hay gì bà Chính? Hai cái nắp này nó dính lại nhau á, mình phải gỡ ra. Dạ rồi, hơi lâu chút xíu, ông Năm thông cảm giùm con nha. Dạ, cảm ơn ông Năm. Dĩa của ai chị? Bà Chính nó cốt không à. Bà Chính không có ăn gì trên á. À bà Chính ngoại của bé Ngân hả chị? Ôi bà Chính ăn hụt dĩa như vậy. Chỉ là nó cốt thôi cô chú, với lại bánh tằm à. Dạ rồi con đi giao hàng nha Chính ơi. Cái này đúng như yêu cầu của Chính chưa? Dạ. Bà ba nữa. Bà ba hình như hồi nãy bà Út là một hộp phải không? Dạ cứu em đừng. Dạ bà Út một hộp chị. Dạ chị kêu lại giùm em với chị. Một dĩa đầy đủ hả chị? À không để rau, còn nước mắm với lại nước cốt dừa để bình thường. Dạ, nước cốt với lại nước mắm thì bình thường đó chị. Buổi trưa trưa gì nè cô chú, thì bà con ở đây thì thường là thích ăn đồ nước nè, với lại ăn bánh tằm rồi ăn bún khô thì bán rất là được luôn. Chị ơi, dạ một hộp. Em gửi chị nha. Dạ. Bà ba một hộp, bà Út một hộp. Dạ. Rồi là tổng cộng là hai hộp. Dạ bà ba hai hộp, bà Út một hộp là tổng cộng ba hộp. Dạ chú ba một hộp là bốn hộp. Bán mà em cảm thấy rất là hạnh phúc luôn á, được cô chú ủng hộ quá là nhiều luôn. Dạ dạ cảm ơn chú Năm. Năm ơi ăn dừa không Năm? Dạ. Dạ chú Năm ơi con gửi. Cảm ơn chú Năm. Dạ 10.000. Dễ mà. Dạ 10.000 ạ. Chú Năm không chịu hả chú Năm? Rồi con giao hộp này cho bà Út. Dạ. Rồi cảm ơn thím ba. Trời ơi con có 10.000 không bán hộp đó là lỗ 5.000 rồi. Để dùm lấy dĩa cho coi. Lỗ 5.000 cái hộp rồi. Chú ba lấy dĩa hả chú ba? Dạ vậy con đợi chú ba nha. Dạ. Dạ. Cô đợi con chút xíu nha, con vô nước cốt. Ôi, nãy giờ là mấy chị em vô. Dạ. Dạ em cảm ơn cô.
mấy chị em ở nhà cô chú là đã vô sẵn là 15 bọc nước cốt, 15 bọc nước mắm luôn, mà bây giờ bán là hết trơn luôn rồi. Bây giờ mình vô nước cốt với nước mắm á chị. Dạ có. Chị cầm giúp em với. Đem về nhà ha. Dạ. Bảo Anh nó ăn da bình thường luôn á chính. Ăn rau Bảo Anh. Con cảm ơn chú ba nhiều. Làm hộp cho trước cho chú ba gửi cho trong nhà ba này đi. Dạ, đũa này chú ba xài không? Trời đợi luôn. Dạ đợi con vô nước mắm với lại nước cốt với nha mấy cô ơi. Dạ được, nhưng mà sẽ hơi chậm chậm xíu chị. Đây, của bố anh. Thêm một hộp nữa không chính? Ờ, hộp giấy đi. Đem lại đằng chỗ màn hồ. Là nước cốt. Nước cốt với nước mắm để chung hay để riêng chính? Dạ, cái này của bà ba ha. Bà ba hai hộp. Dạ chị. Nước cốt hả chị? Dạ tới liền. Rồi xin thêm nước cốt chị ba ơi. Dạ, dạ đợi con chút xíu con lấy nước cốt. Múc đi kìa. Ủa chan nước cốt nhiều nhiều mới ngon á cô chú. Ở nước mắm được chưa? Nước mắm vừa chưa chị gái? Vừa nước mắm vừa. Dạ. Cảm ơn chị. Trả hai hộp con. Dạ hai hộp con nhận 20.000. Dạ đây. Con gửi 30.000 con cảm ơn ạ. Hai đứa đó dư cái này nữa là 30 phải không? Dạ. Ba thằng. Dạ. Rồi, vậy nước cốt chung luôn ha. Chung, nước chung mắm đi. Chung luôn. Ờ, vậy đi, chung gọn rồi đắng cho nó. Là em còn nợ hai bọc nước cốt, hai bọc nước mắm. Cho nước cốt vô luôn, cho gọn đi.
À, cái nước cốt bên đó là của chị, cái hộp đó là của chị Năm á. Dạ. Nước cốt là quánh đặc luôn á, nhìn rất là ngon. Chính ăn chưa Chính? Chút nữa, bình ẩm chứ. Chính ăn thử thôi, mặn lạc gì nữa con bình ẩm thêm á. Cái này con không biết theo khẩu vị của mọi người sao. Có đũa anh cơ. Còn nữa thì cái này tôi đắm để con lấy cái nắp. Thôi đi, đi gì đắm cho ăn rồi. Này. À, 30 phải không? Ờ, 30. Để đi đựng thối để ngồi ăn. Dạ. Của bà Chính. Ở trong đó đó chị. Dạ, tới liền ạ. Biết ăn ăn ớt không biết nữa. Còn thêm một phần nước mắm với nước cốt nữa mới đủ á chị. Dạ còn anh. Mua gì cho bà xã hen. Em nợ của bà Út là một hộp nè. Rồi của ai nữa ta? Của ông Chính. Của ông Chính là cho... À, vậy đưa đưa cho ông Chính đi. Ông Chính đâu rồi? Ông Chính đẳng á. Ông Chính ông ngoại ngăn á. Đúng rồi nè chị. Này là dạ con cảm ơn chú Năm. Mua cái quặng á chị. Bữa giờ mấy chị em bán ở cô chú thì cũng tích góp được rồi mình mua được hai cái lò nè, hai cái lò hang tổ ong rồi mua thêm mấy cái muỗng ăn hột vịt với lại mấy cái chung nữa. Hai là một hộp mua về cho chị Bích. Dạ. Dạ cái hộp này là cho anh Ốc đúng không chị? À không, anh Ốc đi rồi. Vậy là cái hộp này của ai? Cái hộp đó hả là của anh Hai đi. Của bà Út. Bà Út hồi nãy em bà giao. Bà Út có hộp chưa? Giao chưa? Chưa. Bà Út ơi, nãy con giao cho bà Út. Dạ. Dạ, vậy là con bị quên luôn. Vậy là hộp này là của giao cho anh Hai được phải không chị? Ừ. Bà Chính này chưa? Dạ rồi. Anh Hai ơi. Nhiều. Dạ 10.000. Rồi cảm ơn anh. Hồi nãy là chị Ba trả cho anh rồi. Dạ rồi. Dạ. Bọc cục nước cốt này chị. Đây mà chị còn thấy. Tại vì mình không có bỏ vô cái mình không có biết á. Bữa nay anh Bảy có làm lò sấy không chị Bảy? Chiều nay là tăng ca hay gì? Mơ, sáng mơ mới ra. Có bà Chính hay hả? Có ngoài keo luôn hay vậy? Dạ, ở ngoài đây nè chị. Chị bút vào bên hông này nè chị Bảy. Dạ. Bà của bà Chính hay hả? Nữa em sẽ đầu tư thêm cái quặng nữa. Đúng rồi, mua từ từ. Quặng dạ. Quặng nhỏ á chị. Dễ. Dạ ở phía bên này nè cô chú thì nhà ông Chính là có một cái cây nhãn rất là to luôn. Cái gốc là cái gốc được bao nhiêu năm rồi ông Chính? 12 năm rồi. 12 năm rồi, bởi vì con thấy nó to ơi là to luôn mà trái thì cũng đang bắt đầu lớn á cô chú, cũng chuẩn bị thu hoạch được rồi. Nhãn này là gọi là nhãn gì ông Chính? Mua trồng hình như là
nhãn tiêu với da bò lộn xộn. Nhãn tiêu với da bò lộn xộn mà con thấy trái nó cũng to nha. Trái nó bự lắm. Dạ. Trên rồi trái. Ôi, cái chùm bên đây là thấy ham quá cô chú ơi, quá trời trái luôn. Cái này là quán cà phê cây nhãn. Rồi ông chính bữa nay là cái tay là đã đỡ chưa? Tay này đỡ rồi. Dạ, cô chú, anh chị và các bạn ơi, thì bữa giờ mấy chị em cũng chưa có ghé ông chính nhưng mà cũng có điện hỏi thăm á, thì biết được ông chính là đi chở củi với cô chú thì cũng bị tai nạn ở ghe á, phải ông chính? Rồi cái tai cái ngón út là bác sĩ chẩn đoán xong chính? Nó gãy đây nè, cái mổ cặp inox vô. Ồ dạ, hôm trước thì cũng bị cái chân. Xong rồi inox thì vẫn còn nằm trong cái chân á cô chú. Bây giờ thì hôm nay thì tới cái ngón út thì cũng phải kẹp inox vô luôn. Là nó gãy ra luôn không chính? Nó gãy lìa luôn, có phải mà nó gãy mà nó còn dính ít ha thì ăn bột rồi. Dạ. Cái này nó lìa ra bột hay gặp inox mới được. Dạ, rồi bữa giờ ông thấy ông chính thấy là trong người như thế nào rồi, đỡ chưa? Nó cũng mừng, nó cũng khỏe rồi, còn nhất mà điều đỡ hơn bữa hổm, hổm nhất lắm. Dạ, bữa nay thì còn thuốc uống không chính? Còn. Dạ, rồi con thấy xung quanh thì nó cũng đỡ sưng rồi ha. Đỡ còn rồi. Út thì nó còn no nhiều. Dạ, ông chính nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Rồi hôm bữa là lý do tại sao mà ông chính bị người ta tông nha? Ở dưới ghe á. Cái vỏ mình ở dưới mình chạy lên. Dạ. Rồi trong nó đâm ra. Nếu mà chạy chăn mình luôn. Dạ. Nếu mà mình không tay mình không đỡ ra thì chúng mình sao? Ồ, là mình lấy tay mình đỡ cái ghe của người ta ra. Đỡ mũi ra nó cũng chạy vỏ đỡ ra gì nè. Dạ. Đi ngang cái chúng đâm vô đây. Dạ. Rồi bữa nay ông chính ăn uống rồi thấy ngon miệng không? Cũng được, ăn thì cũng được. Dạ. Ông chính ăn bánh tằm được không? Được. Ông chính ăn chưa? Con làm cho ông chính một phần nha. Để người ta hết đi rồi tới hết tới mình. Dạ. Để con qua đây bán tiếp chị ba. Con chưa để. Mẹ nó trả tiền chứ mẹ. Thôi của chính em ngoại em tặng hết chưa ba chị? Dạ. Thì chính ba ăn cái đâu mà. Để tôi cốt. Chị Năm mới tới. Ê. Cho một bọc trên nè, con cốt không có ba. Dạ đang vô á chính. Dạ thôi chị Năm đây 10.000. Dạ. Để con làm vô nước mắm cho bà. Thì miếng ớt luôn nha. Chưa có nước mắm nữa hả? Chưa. Cái bọc này nó cái gì thôi. Của Nam. Chị Nam, em gửi em cảm ơn. Con để vô đây nha. Rồi. Thì ông ta ăn bằng hộp nè. Quay qua cái bà chính thôi là cái gì thôi. Cho nước cốt chị Nam 2 bịch đi. Tránh cho cái kén. Chính có bọc bự không? Mình xin để chị Năm dọn vô bọc nước cốt bự đi. Nè chính là đây có chính đủ nè. Dạ. Nước mắm nữa, bọc nước mắm. Còn bọc nữa. Vậy là mình hấp bọc rồi đó chị ơi. Thấy bọc nhỏ nữa. Có bọc cà phê chấm kìa. Lấy vô mẹ ăn bọc. Ừ. Bọc đó được rồi. Để rồi làm tương dễ chút thời gian. Dạ. Thiếu cái bọc rồi. Cái này đi đóng lấy tiền rồi đi ra trả luôn. Dạ là đủ đủ chưa chính? Đúng không chính? Đủ nước cốt nước mắm chưa? Nè. Đủ rồi đó. Thiếu đũa. Còn đũa nữa. Nước cốt mà nước mắm màu hả? Chưa thiếu. Còn bọc nữa. Bọc nước mắm màu hả? Dạ để lấy thêm bọc nước mắm. Đây. Để thêm cho. Đó lấy bọc này nghe chứ. Lấy bọc này nha. Nước mắm bọc này nha. Lấy chan mẹ chứ. Thôi đi. Bà lấy cái bọc nhỏ nó ra một con đi. Bà lấy cái bọc nước mắm nhỏ đi. Ừ, con ừ. Cá thì ha, một bọc bự hai ông. Thôi, không phải. Ta mua gì cho vợ người ta ăn ngự. Ủa vậy hả? Vậy thôi được rồi, túm lại cái đó đi. Còn thằng thì ăn thằng đó nó thấy ngon quá nó mua gì cho vợ nó nè. Rồi của chị Năm thiếu nước mắm mà, thiếu bọc nước mắm rồi. Bà ăn gì vậy? Dạ rồi. Chưa hả? Thêm một cái bọc nữa. Chính đây cho con thêm cái bọc đó chính đây. Mình hết cho thùng rồi. Hết cho thùng rồi, nãy đem ít quá. Bọc bóng đó chính rồi. Ủa cái dĩa này của ai chị? Cái dĩa này của chính. Chính đó là hồi để hồi chính bọc. Còn ai nữa không? Nước cốt còn nhiều được ha. Làm cho một dĩa coi. Dạ. Khoan để em đang đi kiếm cái bao tay của em.
Dạ, em cảm ơn chị Năm. Bây giờ cái dĩa của bà Chính là hành dĩa của ông Chính hả chị? Ông Chính viên, bà Chính viên. Chút một cái dĩa nữa. Dạ. Tôi là lớp 10 nghỉ hả? Dĩa của ai, dĩa tôi nha. Dạ. Dạ. Cốt nhiều nha. Rồi, cốt bao nhiêu? Bữa giờ con nghe ông Chính nói là ông Chính đang thèm bánh tằm đúng không? Thèm nước cốt rồi nè. Dạ. Một dĩa nữa. Được không Chính? Được, được. Dạ. Cái này. Cô chú anh chị và các bạn ơi, thì buổi chiều xế hôm nay thì hai chị em con bán được rất là đắt luôn. Thì mấy chị em cũng rất là vui. Hiện tại thì do em Cẩm thì bận việc gia đình đó cô chú, nên là cũng không có tham gia hoạt động cùng với nhóm một thời gian. Thì hai chị em bán thôi thì cũng còn rất là lộng cộng luôn. Hy vọng là sẽ nhận được sự góp ý cũng như là sự yêu quý yêu thương đến từ cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì mấy chị em sẽ tiếp tục bán để hết cái phần bánh tằm này rồi cũng sẽ dọn về cô chú. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào video sau ạ. Dạ, xin chào ạ.